chứ không phải như người ta đi đường mắc mưa mắc gió rồi vì đau cổ mũi nhức đầu nóng lạnh này kia, tôi không có vụ đó, dứt khoát là không có. Bởi cái thời kỳ mà lúc không dịch ùn tới, tôi vẫn đi bình thường, vẫn tiếp xúc với người bệnh, chỉ người ta đi bệnh viện khiêng sách như người ta đi, mà tôi cũng gia tôi à, chứ cũng không có gì, không có gì vậy ra. Vậy là Đức coi như thầy nói là gì cái giáp thình á, thì một giáp đó là giáp lớn là 60 năm, 61 năm, còn giáp nhỏ là có 12 năm. Mà Đức thầy nói á, thình mà cái gì thình phải biết cái can. Câu khác Đức thầy nói cái chi cũng nói về thình, mà nhiều cái á, phải phải biết cái can chi mới đo lường được cái từng bước, từng nơi, từng hữu dụng. Những lời nói Đức thầy đưa ra chỗ đó bị Đức thầy nói thì nhất định phải có, mà mình không biết được, mình chờ tới nào có rồi mình hay. Chàng ơi thầy nói quá hay, Đức thầy là ông Phật sống mà không hay chỗ được, thầy nói điều cái gì cũng có hết, mà tại mình không hiểu không biết thôi. Phải do tìm hiểu về cái năm nào mà nhằm gì, cái thình nào mới tìm ra cái manh mối đó, chứ không hiểu thì tìm không ra đâu. Thình nhỏ thì 12 năm thì có cái thình 12 năm có thình, mà thình lớn là tới 61 năm có cái thình, là đúng can chi của cái thình đó. Mà Đức thầy nói á, cái thình á nhiều trận gió mưa đó, mà thầy đâu có nói là cái thình nào, đang cho chúng sanh mình ta tìm hiểu đó. Học thì phải tìm, bởi thầy nói tìm hiểu nghĩa mới đắc đạo, còn mình chỉ nghe không, mình không tìm hiểu nghĩa thì mình không có làm gì được. Chứ tu không phải Nam Mô gì Phật không mà đắc đạo đâu, phải biết cái nghĩa lý đó như thế nào, mình làm nó đúng thì mới được đắc đạo được, còn nếu không biết thì không có, không được đâu, không có đắc đạo gì được đâu. Chỉ như mình nói suông mà chơi. Thì về ông ngoại ơi, thì ông ngoại có những cái người mà người ta tu tập đó, thì cũng có lời đức thầy dạy đó, thì bổn đạo thì đông đó, mà sùng dông thì chả không đầy. Thì hôm nay con cũng ông ngoại nói chia sẻ với mọi người nghe cái câu này đó, thì để mọi người biết và cố gắng tu tập để cho chở được nhiều đó, ông ngoại. Như vậy tôi nói với tất cả bà con anh chị em này, cái chỗ cái câu này đó, tu hành thì đông mà lát nữa chở sùng rong không đầy, tức là mình tu lớp lớp có hình thức tu không thiệt tâm, không tìm ra cái lý lẽ của Đức thầy nói cái câu kinh câu giảng này, cái nghĩa lý nó ra sao, mình không có hành, không hành đi đó. Tới ba hồi cái mình thấy như vậy, mình tu vậy nghèo khổ quá, không lo đi bươn chải, đi làm việc này việc nọ thì bỏ bê cái việc tu hành, mà buông ra lâu lâu có ai hỏi cái tôi có tu à đó. Mà cái tu mình là vô hiệu quả tu, bởi nói tại sao lát nữa chở xuồng giông không đầy, là tới thời kỳ của Phật cứu vớt mình thì cháu này không còn được mấy người. Cái thời kỳ này á ngoại ơi, thì có phải là những cái hiện tượng lạ là cái nhất, là cái thứ hai nữa là những cái nhà khoa học đó, người ta nói đó là cái quỹ đạo của trái đất mình thì có thể là nó bị hơi bị lạc tâm, thì có phải đây á là cái thời kỳ đó mà ta nói là mạt pháp đó, thì có thể là ta nói gì nè, những cái ngày xưa thì quả báo đó thì lâu, thì ngày nay á, thì quả báo là một dây nhãn tiền, thì có thể là mình làm cái gì là cái thời kỳ này nó ứng hết trơn, vô nói chung là cấp tốc, thì con cũng gọi giải cái đề này cho mọi người nghe không ạ.
cũng như nói đời xưa quả báo thì chay, đời nay quả báo một giây nhắn tiền. Hồi xưa thì lâu chờ một cái kiếp của mình rồi mới mới báo ứng lên cho mình, còn bây giờ thì trả trong cái kiếp hiện tại, thời gian ngắn ngủi liền cho mình thấy nó hiện tại chứ không phải như hồi xưa đâu, mà chờ tới qua cái kiếp này trở lại kiếp khác rồi mấy cái quả quả báo cho mình. Không, bây giờ là hiện tiền, bởi cái câu nói đời xưa quả báo thì chạy, đời nay quả báo một giây nhắn tiền thì lẹ lắm, một giây là lẹ lắm, không phải như giây đồng hồ mình nghe, mà nó cũng giống giống vậy đó, vì nó gần lắm. Như vậy là thì để con điển hình con nói cho ngoại nghe, thì cái thời này là cái thời xã hội, là cái thời này là nói là về cái thời đạo đức, là thứ nhất, là thứ hai là về cái công nghệ á ngoại. Thì hiện nay những cái người mà người ta làm xấu này kia đó thì hồi xưa là không ai biết, nhưng mà bây giờ đó, thì trong vòng là chỉ khoảng một ngày hoặc là một tháng đổ lại thôi đó, thì những cái việc mà làm xấu đó, thì có thể là người ta đăng lên trên mạng thì ai cũng biết hết trơn rồi, thành ra là cái xã hội bây giờ nó rất là công bằng. Thì theo như giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy đó, thì ông ngoại có cái câu nào mà nói chung là nó tương ứng với cái thời bây giờ đó, thì mong ngoại nói với duyên cho mọi người nghe. Nói theo cái thời hiện đại này, cái công nghệ bây giờ, những người mà làm không phải đúng đưa lên mạng, cái đó là khác, khác với trong giáo lý của thầy. Thầy đã nói khác, chứ không phải nói như vậy. Cũng như mà làm cái chuyện gì không phải, mà lát thì gặp lại cái cảnh không phải khác, nó tương đối lại với mình. Cũng như mình đi lại ăn chạm gà đi, ăn chạm vịt chạm gì đó, không cần biết, thì mình đi gặp cái cảnh khác, cũng như bị người ta vượt quánh mình. Nó tại sao mình với người đó không có hình thụ mà trở lại vượt quánh tôi, là cái quả báo nhãn tiền là nói vậy. Nó ứng mà nói đó là như có một lẽ nghe, mà giải ra thì nó nhiều lắm, mà tôi nói sơ chút xíu thì bà con phải hiểu cái đó rồi tìm hiểu ra, nó nhiều lý lẽ trong đó lắm. Mà tôi nói rằng cái đề tài chút xíu đó thôi cho bà con hiểu, vậy thì là tìm hiểu nhiều hơn. Hiện tại á, thì trong cái quá trình thì có những cái vị khán giả nói còn gì nào ngoại, thì trong cái quá trình mà tu tập của ông ngoại á, thì vì sao á, mà ông ngoại lại lại mê đi đi bước về cái con đường này, thì tu như vậy á, là có phải là có được giải thoát hay không, thì ông ngoại chia sẻ cái câu mẫu chuyện nào á, để nói cho mọi người nghe. Thưa bà con, nếu nghe chuyện đó hỏi thì tôi thật lòng mà nói cho bà con biết, không phải mình tu giải thoát ngồi chỗ mà nó giải thoát. À, là đi làm như vậy nó không giải thoát. Đi làm như vậy có thể mình gieo duyên những người khác, mình đã chỉ dạy nhắc nhở thêm những người khác có điều lợi hay. Còn giải thoát không á, là do mình tập, mình làm, mình sửa. Còn nếu mình ở nhà mà cái tâm tánh mình không sửa đổi thì nó cũng không được giải thoát. Không phải nói giải thoát là ở nhà mới được giải thoát, hay là đi như vậy không giải thoát. Còn như vậy mấy người ở trong chùa giải thoát hay sao? Chưa chắc, chưa chắc giải thoát được. Trong cái quá trình mà đi tu học của ông ngoại như vậy đó, thì mình gieo duyên á, thì giống như là ông Phật á, thì ông có lòng từ bi để độ cho chúng sanh, thì như ông ngoại á, là đã tìm được cái chân lý nào chưa, ông ngoại nói cho mọi người nghe mà. Ôi, chân lý này thì nó rất dễ chứ không có khó gì. Đó, thứ nhất mình đi vậy gặp những người con cháu này kia đó, nó chưa biết gì cái đường đạo đức, mà mình nhìn thấy nó có một cái căn duyên gì bên đạo đức mà nó chưa biết được tu tập, thì mình nhắc nhở, mình chỉ, mình nói, mình dạy từ đi nước bước, chỉ cách này cách kia cách nọ,
đặng cho nó về nó tu tập được nó, thì mình cũng có cái công đức ở trong đó, chứ không phải mình chờ tới mình ở nhà mình niệm Phật hoài mới có công đức đâu, không phải là như vậy. Còn cái thứ hai, mình đi như vậy đó thì mình vừa hành trình làm mà vừa gặp bà con cháu này kia, mình khởi cái miệng mình lên, cái tâm mình lên, nói chuyện cho nó nghe, nói giải nghĩa từ nơi cho đúng lý nó mới hiểu được, chứ mà nói lất lất lất, nói khơ 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 nó cũng không biết gì đâu. Đó. Thành ra như vậy là cái tâm ý mình niệm Phật ở nhà niệm Phật, chứ không bằng đi đại giao duyên. Người ta bố thí tiền không bằng bố thí pháp, bố thí pháp là cao hơn bố thí tiền. Cũng như ví dụ nha, một người này làm công danh lợi lộc gì đó, hãng xưởng gì đó, có tiền, người ta thấy người đó vậy, ta bố thí 100 triệu, 50 triệu, 20-30 triệu, 10 triệu, mà cái người kia không có đi làm công việc, bố thí 10 ngàn, 20 ngàn, mà cái công đức không thua người cả 100 triệu, mà có khi là nó gắt hơn cái người bố thí cả 100 triệu. Là bố thí đúng nơi đúng chỗ, đúng cách làm. Còn kia mình làm có tiền nhiều thì cũng 100 triệu mà đâu có đối gì người ta. Ồ, vậy là bố thí được. Còn người ta mà không được tiền 100 ngàn, 20-30 ngàn cũng là cái công lao lớn. Thì so sánh là cái hai việc bố thí đó, một cái người tiền nhiều hơn, nó ngang hàng nhau, mà có khi tiền ít nó gắt. Dạ, thì con cũng rất là cảm ơn ông ngoại. Thì ông ngoại ơi, thì tại sao mà trong cái thời kỳ này thì có rất là nhiều người á, người ta lại gọi là có tiền và có tất cả mọi thứ ông ngoại, nhưng mà tại sao mà người ta lại buông bỏ, mà người ta hết tất cả tài sản cho những cái người mà người giúp đỡ mà gặp khó khăn, rồi người ta đi về quê, rồi người ta lên những cái núi này kia đó, bắt đầu người ta lại ẩn cư. Thì hôm nay con cũng mong ông ngoại chia sẻ nói gieo duyên cho mọi người hiểu vì sao những cái người đó người ta lại làm như vậy, và như vậy là được cái gì đó ông ngoại. Dạ. Kính thưa bà con, cái chuyện đó là rất hay, rất hay. Những người mà làm công danh lợi lộc thì có tiền nhiều, người ta nhìn vô cái cảnh đời và cảnh đạo, tiền của này đây có bao nhiêu, lát nữa cái xác của người ta mất người ta không đem được, nó phải lên lên xuống xuống chuyển đổi hoài. Bây giờ chi bằng người ta bố thí, bố thí đó là người ta được một cái công đức lớn rồi đó, rồi người ta đi ẩn cư hoặc cùng đi lại cái chỗ nào đó người ta tu hành, đó là mà tìm đường giải thoát, đó là ta tìm đường giải thoát, cái đó là công đức lớn, chắc lớn. Nếu mà một người thì có người ta nói gì đó mà ví dụ trong mà khi mà mình đã giải thoát được rồi á, thì một là cái thân này là đi hoài, còn cái hồn mình thì mình bắt đầu mình tu tập lên trên những cái cõi cao hơn là cái thứ nhất nha. Còn ví dụ như trong nhà Phật thì người ta nói nếu mà niệm mà danh hiệu mà A Di Đà đó, thì khi mà người ta mất đi thì người ta sẽ được những cái vị mà Phật thánh tiên đó, thì người ta sẽ tiếp dẫn mình đi, như vậy là có đúng không? Không ngoại thì nói mọi người nghe. Cái câu cháu hỏi đó là nó rất chi lý, rất chi lý. Những người mà tu tập này á, bị Đức Phật A Di Đà nói là 48 câu thề nguyện, là nếu chúng sanh nào mà niệm Phật A Di Đà thì có việc gì thì Đức Phật đã cứu vớt chúng sanh hết đó.
phú hết ở thành ra mình niệm Phật được thì làm hành tinh được thì lát Đức Phật đã cứu vớt hết nhân. Còn cái xác này đều hoại bỏ, cái xác không hướng mà đất nước gió lửa tạo thành thì lát nữa phải trả lại đó. Xương thịt thì trả về đất đó. Còn máu á thì trả về nước, còn hơi ấm của mình nó trả về lửa, hơi thở mình thì trả về gió, không còn gì hết, chỉ còn cái linh hồn mình mới vĩnh viễn trường tồn. Đó là cái chỗ đó. Nếu mà người nào mà có tu hành mà chín chắn được á, lỡ mất sớm đi, chưa tới cái thời kỳ Phật trước, mất sớm đi, linh hồn vẫn còn ở đó, chờ đợi tu tập thêm trong cái khoảng linh hồn đó, rồi tới ngày mà Đức Thầy và các chư vị mở hội long qua rồi, trên đài cao mới gọi các linh hồn, những người linh hồn có công đức tu hành vừa ban thưởng hết, chứ không có phải chết trước đây rồi bỏ, không có. Như vậy đó bà con. Hiện nay thì trong cái thời kỳ này thì có một vị sư, thì vị này thì đi không có nói gì hết, thì đây có phải là cái phẩm vị và cái hạnh ngày đi như vậy là để ngày cho những cái môn đồ đạo á, để thấy, để bắt chước thành Phật theo thầy, để giống như là giác ngộ không ngoại. Hay cái chỗ nói này á, nó cũng hay. Bị thời kỳ trước Đức Phật đi xuống chuyển kiếp xuống đây á 6 lần tới đường Đức Quỳnh Giáo Chủ, đây là lần màn kỳ chót rồi. Bởi Đức Quỳnh Giáo Chủ mới dạy đạo gia kinh, sách giảng kinh là nay là 80 mấy năm, mà chúng sanh có người thì tu thật, có người cũng lơ là quá. Thành ra có một vị sư này mới xuất hành đi, không nói năng gì hết, đi bình thường, tự nhiên im lặng, cho những người mà có cái căn duyên lành ta nhìn vô thấy đó, sao mà lại như vậy, đi làm như vậy, chịu cực khổ như vậy. Rồi có khi người ta suy nghĩ lại, suy nghĩ kỹ lại cho thấu đáo, rồi ta phải bắt chước. Một là tu tập ở nhà, hai là đi theo hành trình. Đó là do căn duyên của mỗi người khác nhau. Thì ở trong cái lời của thầy dạy á, thì mỗi người á thì đều có một cái căn duyên khác nhau và cái cách tu tập khác nhau, thì mình cũng nên á, là lựa thêm một cái pháp môn nào cho nó phù hợp với mình để mình hành theo. Chứ nếu mà mình thấy người ta giống như mình ăn tương là chay trường á, thì mình bắt chước ăn thì mình đâu có nổi đâu ha ngoại. Cái tu hành này á, mình coi kinh sách là một, hai nữa là những người mà lý thuyết chỉ ra nói ra, mình nhìn thấy cái chỗ nào mà phù hợp với mình đó, mình hành trình ngay chỗ đó là được. Chứ còn nói ăn tương là tu, không phải. Tôi thường thường nói hoài ăn tương là cử sắc sanh, được con cái cử sắc sanh à. Miễn tương á, mà mình còn cái chuyện hung dữ ra là cái chuyện này chuyện nọ, nó như vậy thì nó không có đúng với giáo lý của thầy, thì ăn tương nó đâu phải là tu, chỉ cử sanh thôi. Thường thường tôi ưa nói các nhà thì làm hàng rào, ăn tương này cũng như có hàng rào, rác rến tới mình quét dọn đó vậy thôi. Còn nếu tu á, thật á, ăn tương là cử sách sanh và điều tốt. Còn không á, không ăn tương, ăn mặn thì vẫn tu được. Bởi thầy nói tu hành nào lửng mặn chay, miễn tâm thanh tịnh là ngài ăn cư. Đức thầy nói là không nghĩ là ăn chay mới là tu, mà ăn mặn không phải tu. Cạo đầu là tu,
mà để tóc là không tu đâu. Cạo đầu để tóc, cái tu là tu, mà cạo đầu là cạo đầu, mà để tóc là để tóc. Ta để tóc á thì nói theo cổ tích xưa ta mới để tóc, còn cạo đầu nhiều người cạo đầu theo mà đâu có làm nên trò chống gì, đâu phải là tu. Chỉ vì người ta nghĩ gì quyền lợi của người ta, cá nhân người ta mà ta khi tính cách của người ta làm sao thì quyền lợi của người ta. Còn người thật tâm tu đại gia thác nó có khác, nhìn vô là thấy khác liền, biết liền. Dạ, thì mỗi người ở trong chúng ta đều có một cái kêu là cái linh tính, thì hoặc là nếu mà mình tu tập lên ví dụ một cái cõi nào đó thì từ từ thì cái khuôn mặt hoặc là cái tướng hình của mình nó sẽ thay đổi. Thì như ông ngoại thì đã tu tập năm nay đó là con biết là hơn 50 năm thấy ông ngoại. Thì trong cái thời gian mình tu tập như vậy đó, cái hình tướng sắc sắc thái của mình đó, thì trước giờ thì ông ngoại có nhận biết cái nào mà nó thay đổi không, thì mong ông ngoại có chứ. Cái hình tướng đó qua chỗ đó tôi mới nói với tôi trước, hình tướng lúc trước tôi còn trẻ trẻ cũng giống mọi người bình thường đấy hả, mà nó hơi có cái tướng chút xíu thôi, nó không phải thay đổi như hiện nay. Mà tôi thấy chừng mười mấy năm trước thì thay đổi, thay đại đỡ, mà năm sáu năm trở lại đây tôi thấy nó thay đổi khác. Bởi thường thường đi mấy ông kia nói ông này đẹp trai, tôi nói không phải, giờ đẹp lão, không phải đẹp trai. Còn nói thêm cho bà con biết nè, tại sao tôi từng tuổi này mà rất khỏe mạnh là vì nhờ tu tập con trai mà tu tập, bởi ít có bệnh đau. Hai nữa là tiền kiếp trước là có gieo duyên với Phật rồi, nó thành ra kiếp này không bệnh đau. Còn nhiều người á, bà con thấy không, tuổi còn trẻ nhỏ hơn mà đau ốm liên miên bất tận, đau bệnh này hết bệnh này tới bệnh kia, nó là do căn tiền quả báo. Không phải đâu. Dạ. Thì con cũng được biết là cái công việc của ông ngoại hàng ngày là đi bán vé số, thì ông ngoại thì hôm rồi thì 87 tuổi, thì hàng ngày là ông ngoại là phải đạp cái xe đi là cũng phải vài cây số để buôn bán. Thì nói chung là mùa này là người bình thường thì có thể là bệnh đau, ho cạo sổ mũi, thì ông ngoại đi bán như vậy đó, rồi những cái buổi mình mắc mưa vậy rồi về mình có bị đau không ngoại? Tôi thấy tôi thì nó cũng bình thường, cũng không có gì, chứ không phải như người ta đi ra đường mắc mưa mắc gió rồi gì đau sổ mũi nhức đầu nóng lạnh này kia, tôi không có vụ đó. Dứt khoát là không có. Bởi cái thời kỳ mà lúc hâm dịch ùng tới, tôi vẫn đi bình thường, vẫn tiếp xúc với người bệnh, chỉ người ta đi bệnh viện khiêng sách như người ta đi, mà tôi cũng ra tôi à, chứ cũng không có gì, không có gì xảy ra. Vậy là coi như là hôm dịch rồi là ông ngoại cũng không có sợ là bị dính Covid cô này kia mấy tiếp nha. Mấy ông chặn dăng dây chặn khúc đường này của mình kia, tôi vẫn đi. Dạ. Nhưng mà có lúc đó ông ngoại có bị bệnh này kia không? Không, cũng bình thường như hiện nay à. Dạ, cũng không bình thường. Bị vẫn tiếp xúc với những người bệnh. Dạ. Thì nếu mà theo mà về nói về cái giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy dạy á, thì cái căn bệnh đó là do cái nghiệp. Thì mình nghiệp nhiều á, thì từ từ rồi giống như là nó sẽ chuyển vô mình. Rồi nếu mà mình không có nghiệp á, thì những cái con quy khuẩn á, giống như đó, thì nó không có lợi gần mình. Thì theo ngoại con nói gì là có hợp lý không ngoại? Có. Dạ. Nói cái đó cũng chí lý vô trong đó. Nếu những người bởi thôi giờ nói cái này đi, chắc dạ. Này đi. Cũng như Đức Thầy nói. Dạ. Người tu hành thì có bốn vị thần linh thường thường ủng hộ bên mình một phần, thì đâu có cái gì mà trở ngại với mình. Nghĩa là giống như là kêu là có long thần hộ pháp đó ha. Ở thì đó, dạ. Bốn vị thần linh. Dạ. Thì cũng có một số khán giả thì nói là
ông ngoại thì cái hình tướng rất là tốt, thì cũng tu tập á, thì mong hôm nay ông ngoại nói về cái ngày mà trở lại của thầy á, thì giải cái đề đó nói cho mọi người nghe á ông ngoại. Bây giờ tôi nói như vậy bà con suy nghĩ nha, bà dạ. con tìm hiểu thêm. Nhưng cái ngày Đức Thầy trở lại đây không phải bình yên như hiện bây giờ luôn đó bà con. Hỗn loạn người ta chết đầy dãy rồi, Thầy phải có trở lại. Chứ không phải bình yên về với Thầy trở lại đâu, đầy dãy. Đức Thầy á, bây giờ đi nhắm mặt này sao? Cho thời kỳ này để trả quả, vừa trả quả trả nghiệp. Mà tới cái ngày chết tới nơi đó, Đức Thầy cũng vẫn là lánh không gì à. Cho trả quả hết rồi Đức Thầy mới trở gì à đó. Với Đức Thầy lúc đó Đức Thầy trở gì à, là thâu con lông bát nghiệt, là bà con biết là ông Năm Chèo đó, là con lông bát nghiệt đó. Bởi Đức Thầy nói đó, tay gì là thâu con lông bát nghiệt thì trong ba tánh mới biết mới nêu với Thầy, biết Thầy. Mà thôi nói đó, rồi nói lại chút xíu nữa cho bà con dễ hiểu. Khi nói ngang như vậy thì bà con không có suy nghĩ tới cái chỗ đó thì bà con không hiểu, còn suy nghĩ đắn đo. Tới thời kỳ hỗn loạn đó, chết dữ lắm, lớp chết giặc giả nè, lớp chết chiến tranh nè, lớp chết bị hầm tha xấu bắt nè, lớp chết vì bị ông Năm Chèo nè. Bằng ngày đó, đó là hội Long Hoa đây có rồi, lộ đại lộ hết rồi, lên rồi thì các nước mới nhìn thấy cục lưu ly á, nó mới vô đây tranh giành của báo ly kỳ lắm nó à, nó vô đây giành, nó quánh nhau chết chóc mà thời kỳ đó mình không, nước mình khỏe lắm, yên tĩnh. Chết là chết vì bệnh dịch, bệnh đau, những người không có tu hành thì chết vậy thôi. Chứ người có tu hành không có chết, không có thú nào lận. Còn không có bơm đạn nào mà đi là tới cho nó. Đi lại thì mấy cái chỗ mà những người không có tu. Rồi, tới vô đây á, thì các nước nó mới thấy một Năm Chèo. Như vậy ăn thịt người, ăn no rồi xé dục. Rồi mấy nước mới thấy động lòng, nó như vậy thì dân tình hết thì còn ai nữa, đâu còn ai nữa. Rồi nước này đem bơm bỏ bơm, nước kia đem súng bắn vô, thì con Năm Chèo này có thần thông. Ông thổi lửa ra thì cháy tàu, ông thổi lên thì cháy máy bay của các nước, cháy tiêu diệt, thì nó không còn cách nào đó, nó diệt Long Hoa Nghiệt này hết. Rồi nó mới nói hỏi với nhau, bây giờ anh còn cái cách nào không? Nước kia hỏi nước nọ, nói giờ hết rồi, không biết còn cách nào. Nó mới nói thôi giờ như vậy mình đặt cái bàn hướng án, cầu trời khẩn Phật, nhờ một vị minh quân nào vì cứu giúp thôi, chứ ông thâu con xấu này nó ăn giết hết dân tình, đâu còn ai nữa. Thì đặt bàn hương án vừa xong mấy ông lại cầu nguyện xong, thì dòm ra giữa sông thì thấy có một người đi ngay vô, đi trên mặt nước, đi ngay vô bàn hương án, là Đức Thầy của mình, là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Vô hỏi mấy ông làm gì đây, mấy ông cũng kể sơ như nãy giờ đó, rồi nhờ một vị đặt bàn án, nhờ một vị minh quân nào mà cứu giùm cho thôi dân tình hết. Đức Thầy mới nói mấy ông có khí giới có này kia, mấy ông làm không được, thôi để tôi đi lại coi thử coi. Đức Thầy mới lại mé, Đức Thầy mới kêu con Chèo nổi lên chút xíu gì, thằng Năm Chèo nổi lên ông nói thời kỳ ra mãn rồi, hết rồi, thôi lặn xuống hiện nguyên hình. Thì lặn xuống dưới
Một hồi nổi lên là con lâm mã trên lưng có hàm ảnh. Thì Đức Thầy mới bước leo lên trên lưng nó ngồi, thì lông mã chạy ngay là bàn con ngát. Múa, múa rồi bay lên trên không, múa, múa rồi mới xuống, xuống cái thầy chỉ ra giữa sông, chạy trên mặt nước, chạy ra giữa sông múa, rồi cứ bay lên trên không, múa, Đức Thầy chỉ về núi ông, thì bay thẳng về núi ông, thì con lông mã đó, với Đức Thầy đi thẳng về núi ông luôn. Đó. Thì dân tình mình tới lúc đó đó, mới biết thương thầy, mới biết thương thầy. Còn cái chỗ mà ông nói chơi mà chưa ban hàng phục đó, là ông nói với mười mấy nước lớn đó, ở tại đó đó có khí giới mà không có thâu lâu mắt nhận được, mà ông chỉ là nói không mà thâu được, là ông mới nói là nói chơi mà thâu được lâu mắt nhận bởi bá tánh mới biết mới nhiều. Thì con cũng rất là cảm ơn ông ngoại hôm nay là nói cho mọi người nghe về cái ngày mà nói chung ra là cái này là cái ngày trở lại của thầy á. Thì ông ngoại thì ở trong miền Nam Việt Nam mình ở đây nè, thì nói riêng và miền Trung á thì cũng cũng giống như là anh em mình là tuy dòng khác giống nhưng mà chung một nhà đó ngoại. Thì miền Bắc và miền miền Trung á thì mỗi năm ông ngoại có thấy không? Thì miền Trung của mình á thì hàng năm thì bị lũ lụt, nhưng mà năm nay thì không biết là cái khí hậu nó thay đổi như thế nào, thì bây giờ đã chuyển ra ngoài miền Bắc. Thì con cũng ông ngoại thì nói về cái vì sao á mà nó lại chuyển cái nước lụt ra ra như vậy không ạ? Kính thưa bà con, cái chỗ này là bà con nhìn kỹ cái chỗ này nè. Từ hồi trước tới giờ thì miền Trung miền Bắc bị lụt bão nhiều, mà miền Nam chỉ có cái gió hơi hơi sơ sài thì qua tuôn. Thì nhờ cái gì? Nhờ công đức tu hành. Trong miền Nam này nhiều người tu hơn người không tu, nhiều lắm. Đó, thành ra không có. Còn miền Trung miền Bắc người ta bị quá nhiều, còn miền Bắc miền Trung sau này thấy cảnh tượng như vậy đó, mới bắt đầu tu hành trở lại đây. Thì thành ra cái cuộc mà bão bùng mà này kia đó thì nó giảm đi, nhờ có tu hơi nhiều giảm đi một phần nào trong đó, chứ cũng còn ảnh hưởng gió giông kia nhiều hơn trong miền Nam này đưa ra miền Bắc. Cũng như trận vừa rồi đó, thì bão số 2, số 3 vậy đó, là đi vô trên đài khí tượng của nhà nước này nói là phải đi vô tới miền Nam, mà vô tới tới đâu đó bắt đầu đảo hoành trở lại về đảo Hải Nam ở ngoài biển rồi đưa về Trung Quốc. Bà con thấy không? Như vậy thì nhờ cái việc tu hành của mình mà Đức Thầy và ơn trên trời Phật mới che chở cho mình, đem cái cơn nó đi qua cho khỏi. Chứ mình thấy gian này không có làm gì khỏi đâu. Cái chuyện gì cũng nhờ trời Phật phải cứu vớt mình được. Chứ mình không có tài nào mình làm được đâu. Thì trong cái đời này nè thì có những cái vị người ta cũng có nói như vậy nè, thì gán tu thì con cháu ơi cứu lại cứu quyền. Thì cái cứu quyền thì có người thì người ta nói là đã tu đắc đạo rồi á thì làm sao mà cứu, còn cái người ta nói là cứu quyền ví dụ như kiếp trước không có tu thì bị đọa đó, người ta mới mới tu. Thì cũng mong ông ngoại gia viên nói về cái phần này cho mọi người hiểu không ạ? Cái việc tu hành này á, nào mà cứu có quyền là Đức Thầy đã nói trước rồi. Những người nào mà chúng sanh hiện nay, con cháu hiện nay tu đúng theo giáo pháp của Thầy đắc được đạo thì cứu có quyền ông bà thất tổ của mình hết. Cũng như ở đây nói lại cái thời kỳ trước Đức Phật Thích Ca, nó như một Kiền Liên đó, mẹ bị đày xuống dưới địa ngục
mày xuống là tới đó thăm đem cơm cho ăn, mà ăn không được, vừa đưa vô miệng thì lửa cháy, thấy không? Bị tội như vậy mà một Kiền Liên phải về nhờ các vị chư tăng khác mới độ giúp, cầu nguyện xin nhờ công đức của Mập Kiền Liên đắc đạo rồi, thành ra mới cứu được mẹ. Mẹ đi cứu rồi mẹ đi thẳng về trời, chứ còn không có ở thế gian nữa. Mà những người bị đày đã dưới địa ngục mà gặp một vị nào xuống địa ngục mà biểu mình niệm Phật thì người đó ráng niệm Phật, mà chỗ ngục tù nào mà niệm Phật được thì tan biến mất, không còn bị hành hạ nữa. Đó. Như cái địa ngục mà nước đun sôi thấy người vô đó, đó cho người lội dưới ao hồ chỗ đó mà người ta kêu ráng niệm Phật, ráng niệm Phật, cái nghe là người niệm Phật thì khỏi, mà người không niệm Phật thì vẫn bị hành hạ, còn người niệm Phật được thì khỏi. Thì quay linh của Đức Phật A Di Đà thầy nguyện là 48 lời thầy nguyện đó. Nếu chúng sanh nào biết thì Đức Phật A Di Đà là cứu hết, chứ không có bỏ ai. Nếu người nào mà biết nguyện thì cứu hết. Còn hiện nay chúng sanh như mình bây giờ đây mà ráng niệm Phật, ráng niệm chữ A Di Đà, mà mình cúng lại cầu nguyện này kia cho chín chắn rồi, tuy là ông bà tổ tiên mình chết dưới còn bị hành hạ hay là hết, mình đâu có thấy được. Còn ta tu chín chắn rồi quý vị sẽ thấy liền, biết hết, thì lúc đó thì mình mới cứu ông bà mình bảy đời chín kiếp. Ông ngoại thì như vậy nè, thì những cái người mà người ta lúc mà sắp lâm chung đó, thì những có nhiều người người ta bệnh một cái căn bệnh mà kéo dài đó, thì gần tới mà lúc người ta mất đi đó, thì có những cái đội mà trợ niệm thì niệm cái danh hiệu là A Di Đà đó, thì khi mà cái người đó sắp mất rồi đó, thì trên cái bầu trời đó, thì có những giống như là đa phần là có những cái dòng hào quang đó, thì niệm xong rồi thì có thể là nếu mà người đó mà hữu duyên thì người ta mất, còn không hữu duyên thì có thể là người ta cũng vẫn sống lại bình thường đó. Thì con cũng mong ngoại nói về cái phần mà cái hào quang ở trên cái bầu trời đó, vì sao mà nó lại như vậy không ạ? Những người mà đau bệnh vô hoài, đau bệnh nặng đi như nữa, thì khi lúc đó mình cái tâm trí không còn minh mẫn nữa, lo đau nhức nhối chịu không nổi thì đâu có niệm Phật được. Mà tới chừng gần hấp hối thì có cái đội hộ niệm, thì niệm nhắc nhở mình, thì cái người bệnh hoạn đó sắp lìa cái xác này mà những cái miệng cái tâm chú ý về đó, niệm được 1 tiếng tới 7 tiếng thì Đức Phật cứu vớt linh hồn liền. Tuy là người đó chưa tới số chết thì cho quần sống mạnh là thời gian tới số mấy cho chết, còn nếu giờ đó chết thì linh hồn Phật cũng dẫn đi. Thành ra Đức Phật mới báo hiệu một cái hiện tượng hào quang gì đó đặng cho chúng sanh nhìn đã thấy mới biết hiệu nghiệm của Phật, chứ còn không có thì chúng sanh này đâu có biết, đâu có thấy. Là nói như vậy, đặng cho chúng sanh biết như vậy, thành tình mình phải ráng niệm Phật. Là nói về cái người mà không có mà niệm Phật đau lo đau nhức nhối bệnh hoạn kia đâu có niệm Phật được, mà tới giờ lâm chung đó, niệm được 1 tiếng tới 7 tiếng thì Đức Phật cứu. Đức Phật nói trước mà, 48 câu thầy nguyện của Đức Phật A Di Đà nói lúc lâm chung mà chúng sanh nào niệm được 1 tiếng tới 7 tiếng là Đức Phật cứu giấc hết. Coi như là nếu mà mình niệm cái danh hiệu của Ngài thì
khi mà mình mất rồi á, thì có thể là ngài tiếp dẫn tiếp dẫn cái linh hồn cái mình linh về. hồn để mình đi theo cái cõi của ngài. Đi Dạ, về cõi của ngài. thì cũng cuối chương trình á, thì con á, cũng mong ông ngoại á, thì gieo duyên có những cái lời hay nào nói cho mọi người nghe để biết mà tu tập không ông ngoại. Thôi bây giờ mình tu á, đọc theo kinh sách dài dòng lắm bà con ơi. Bây giờ mình đi tắt đi, mỗi lần thời gian còn dài mình đi vòng, bây giờ thời gian nó cũng hơi ngắn ngủi rồi, thì mình đi tắt đi. Mà đi tắt thì đi nha, chứ cũng nhớ cái công việc của mình hàng ngày hàng tháng hàng năm làm cho nó đúng nha, chứ không phải là muốn làm mẫu tả, làm hơn thua tranh giành tính lường gạt là tranh đấu này kia, là không phải vậy nha. Bỏ gác một bên đó việc đó đi, mà làm cho đúng hành trình. Cái thứ hai đi tắt là niệm 6 chữ A Di Đà. Tôi chỉ bà con thêm chút xíu nè, nếu mình niệm vậy đó, đi đứng nằm ngồi gì cũng được, mà cái lúc mà tâm mình khởi động á, thì bà con uống cái lưỡi lên trên cái nấu hầm răng trên, mà cũng vẫn niệm, không niệm ra tiếng mà niệm bằng trong tâm mình, mà hai lỗ tai cũng nghe vang 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 vang, cũng như mình nói chuyện với ở bên ngoài vậy đó, mới là mặc niệm. Và như vậy thì lát nữa có thể là linh hồn mình được thảnh thơi về cõi cực lạc. Thôi tôi cũng kính chúc cho bà con cũng an tâm về việc đó đi, tu hành được chín chắn, việc cái con đường đạo đức, thì bà con cũng ráng, thời gian này cũng không còn bao lâu đâu, nói vậy đó, không còn bao lâu nữa đâu, cái xác này mình cũng phải bỏ hết cho bà con ơi, của cải cũng bỏ ra không có gì. Nói chung á là tất cả không có cái nào mà có được hết, chỉ còn số không đó bà con, cái xác mình còn không còn, còn gì tiền bạc đâu có còn, nếu mình chết rồi mình đâu có đem theo được, thấy không? Mà khoan, tôi xin bà con cái này nè, bà con lưu ý nhớ này nè, từ đây về sau đừng có mà cúng kiến ông bà cha mẹ mình là dòng họ thân nhân là cái gì đó, đừng có mua giấy tiền vàng bạc đốt, bà con thấy không, tiền trên này mà rất hơi nhiều người ta còn không xài, tiền thiệt còn không xài, còn tiền giả đâu xài, mà dưới ông phủ đâu còn xài của hối, mà mình đem xuống dưới cái bà con thân nhân mình có xài được không, phí tiền, phí tiền. Hai nữa là mình mướn người ta làm nhà lầu nhà kho làm xe này kia đốt đem để xuống gửi cho cha mẹ anh chị em mình có nhà cửa sung sướng để xài, xuống dưới bị tội gì có xài đâu, mà nó tốn tiền vô lý phí. Như vậy thì ý nghĩ hỏi lại cái mình cầu siêu cho bà con cha mẹ anh chị em mình được giải thoát lên cõi trên, đã là muốn bắt ông bà cha mẹ anh chị em mình ở dưới địa ngục. Tôi nói nội nhiêu thì bà con mình tìm hiểu chỗ đó một chút xíu nha bà con anh chị em. Thôi bà con an tâm, yên tâm an lạc việc tu hành cho tinh tấn. Thôi kính chúc bà con. Rất là cảm ơn ông ngoại.